Biểu pháp của chày kim cang rất quan trọng. Chày kim cang có 5 phần, hai bên một bên có 5 phần, tượng trưng ngũ Phật, ngũ trí nghĩa. Ngũ Phật cũng là danh từ pháp số. Có ngũ Phật trong thế giới thai tạng. Thai tạng nghĩa là gì? Là ví như người mẹ mang thai, trong bụng có thai nhi. Tuy thai nhi rất nhỏ, nó thu mình trong đó, nên chữ thai này có ý nghĩa bao hàm, có nghĩa là che đậy. Bao hàm điều gì? Đầy đủ tất cả công đức, vốn tự đầy đủ. Quý vị xem, đứa bé, năm quan bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân, bên trong lục phủ ngũ tạng không thiếu thứ gì. Nó ở trong thai mẹ dần dần lớn lên, đầy đủ tất cả. Như ngài Huệ Năng khi mới khai ngộ nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Trong thai này vốn tự đầy đủ. Tàng có nghĩa là che đầy. Tuy vốn tự đầy đủ, nhưng hiện tại không hiện tiền. Họ vẫn chưa ra đời, giống như họ đang bị những phiền não bao vây, khiến nó không thể hiện ra. Đây ví với điều gì? Chúng ta đích thực có trí tuệ, đức tướng của Như Lai. Đức Phật nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật, hoàn toàn là sự thật. Nhưng chúng ta không có trí tuệ của Phật, đã trở thành phiền não. Đức năng của Phật trở thành tập khí của chúng ta. Tướng hảo của Phật biến thành luân hồi lục đạo. Đây là gì? Phiền não. Phiền não khiến nó biến chất. Nên trí tuệ đức tướng chân thật trong tự tánh không thể hiển lộ. Dùng điều này để ví dụ gọi là thai tạng. Trong thai tạng giới có ngũ Phật. Đây là những điều Mật Tông nói. Trong kim cang giới cũng có ngũ Phật, ngũ trí Như Lai. Kim cang giới nghĩa là gì? Ở trước chúng ta có học qua, kim cang ví như trí tuệ, kim cang bát nhã ba la mật kim. Kim cang nghĩa là kiên cố, bất hoại, bất biến, trí tuệ chân thật. Đây là trí tuệ Phật nội chứng. Cũng như trong khi giảng dạy, chúng ta thường nói chứng tự phần trong tứ phần của A Lại Gia. Phần này là trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh, nó có thể chứng minh A Lại Gia. Ai biết A Lại Gia? Nó nhận biết, nó biết. Nên nó kiên cố bất biến, có
có đức dụng chuyển phiền não. Có thể chuyển phiền não thành Bồ Đề. Khi Ngài Huệ Năng khai ngộ, nói câu sau cùng: đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Từ đó cho thấy Kim Cang là dĩ giới trí tuệ Phật nội chứng, có thể chuyển bát thức thành bốn trí. Đây là ý nghĩa rõ ràng hơn một chút về thai tạng và kim cang. Ý nghĩa này vô cùng quan trọng. Nếu không hiểu, dễ bị những danh từ này làm mê hoặc, không hiểu được hàm nghĩa của nó.